Rồi chào các bạn nha. Lại là Hiếu đây. Hôm nay tụi mình sẽ làm một món này nè. Các bạn nhìn rồi, các bạn đoán thêm được món gì. Bên đây có lươn nè. Bên đây mình có một cuộn giấy bạc nè. Bữa nay mình sẽ làm món lươn nướng giấy bạc. Lươn nướng giấy bạc, yeah. Rồi mọi người cùng chờ xem nha. Ok, cho bây giờ. Đây, tất cả gia vị nè. Hành xả tỏi vô nè ha. Có tiêu xanh nữa nha. Là gia vị này có sa tế nè. Đó, bây giờ mình bỏ vào mình ướp. Không bỏ vô giấy bạc ha. Bây giờ mình ướp lươn trước xong ướp mình mới quấn vô giấy bạc sau. Đây, quên. Đây, đánh điều mình lại đây. Đây. Mình đã. Đấy. Mình cho lươn vào này. À, dễ hả? Giờ cũng xong luôn. Không được. Để lại mai có ngày mai quay tiếp ha. Để hôm là đi mua là giấy chết luôn á. Đây. Gia vị đồ mắm muối đường bình thường như ở nhà thôi, không có gì nước mắm đâu, không có gì gọi là mới lạ cả, gia vị bà đồng quê thôi, không có gì gọi là hoành tráng quá hả. Rồi giờ chúng ta cho giấy bạc ha. Giờ cho vô giấy bạc lên lươn này ngon lắm, lươn này mập lắm ạ. Nhỏ mềm ngọt cực kỳ, là mình để xả dưới đặng cho lươn đừng tiếp xúc với chế bạc, đặng cho nó đừng có bị khét á, như có tạo mùi thơm nữa, với xả nó thơm mùi, nó khử mùi lươn rồi nữa, xả có mùi thơm. Trời ơi, nhìn tiêu xanh nhìn ngon ghê á. Rồi hết lên luôn nè. Ôi, quá ngon. Mấy bạn nhớ là cho 2 lớp giấy bạc nha. Lỡ trường hợp mà xui định mệnh nó lắp giấy bạc thì cũng còn một lớp nha. Có một lớp nó hơi ít phải không? Một lớp thì nó cũng được nhưng mà phải khéo, không khéo là dễ lươn xuống than, lươn lùi than lắm á. Rồi, gói lại nè. Gói lại. Rồi bây giờ mình cứ cho lên than thôi, chờ chín là mình ăn thôi ha. Ok. Ê, để lên. Than đang nóng luôn. Than đang rất là nóng. Cái này mình nướng trong khoảng bao lâu? Cái này hả? Nếu mà theo ý trời là khoảng 20 phút thì rồi. Mọi thứ đều ok hết. Rồi 20 phút. Rồi vậy 20 phút sau nha. Ok, xong rồi nha. Bây giờ mình ăn thôi. Bây giờ là mình xử nó thôi. Rồi, giờ là chẻ con chim ra nè. Bữa nay mình ăn lươn ở trong con chim nha. Bữa nay lên xà lan cho mát luôn nè. Dạ. Rồi. Thấy chưa? Nè, có hình con chim đàng hoàng nè. À, đây rau nè, rau sống nè, bánh tráng nè. Nước chấm nè. À, quá ngon luôn. Rồi, rồi ok, bây giờ mình bung hàng nè. Đó, mình bung cái món mình thường nãy cực khổ thực hiện nè. Đây, khoan để coi phải anh chim không? Nè, đúng anh chim mà nè, thấy chưa? Con thiên nga nha. Con thiên nga phải không? Con chim nha. Rồi đây. Giờ bung ra. Đây. Cận cảnh vô. Trời ơi. Rồi. Ù thơm dữ ta. Wow. Thơm rất là thơm luôn nha. Thơm. Thơm lắm. Tiêu xanh nó cũng chín luôn. Chín luôn rồi kìa. Tiêu xanh nè. Đây, bánh đồng cho mọi người dễ thấy nè. Đây. Lương nè. Chín mềm. Ôi. Đâu ghê mềm nha. Tiêu nè. Bây giờ mình thử cuốn đi. Thử cuốn đi, cuốn đi. Quá ngon. Hôm nay mình ăn ở dưới xà lan luôn, mình ăn ở trên sông luôn. Người chuẩn bị chưa nè? Rồi. Chào. Rau sống. Rau sống nè. Bông lục bình đồ này kia nè. Ê, dầu. Lật rồi. Rồi đây. Đó. Rau sống nè. Lương nè.
vô một cho một khúc luôn nha. Nữa đi. Nữa chứ. Đó, đây. Trời ơi ngon dữ ạ. Dạ. Rồi cuốn lại nha. Còn cuốn luôn. Rồi, thử thức. Chấm coi. Nào. Mời mọi người nha. Đây dầu. Đó. Rồi đâu thử coi. Nghe giòn dữ chứ. Sao? Giòn mà ngon hả? Hương vị vừa ăn rất là ngọt. Có xả, hành đường rất là ngon luôn. Tiêu rất thơm nha. Tiêu xanh. Tiêu xanh rất thơm. Rau đúng học viện rồi. Tuyệt vời lắm mọi người. Thôi Nhật làm những con ha, để đây. Rồi 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 rồi. Mình lại làm cái nữa, làm cái nữa cho nó đã cái đã. Đã cái đi rồi làm. Đã cái nữa. Rồi làm cho tao cuốn coi, tao thấy mày tao thèm quá rồi đó. Quất cho hết cuốn luôn. Nhai nghe rột 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 luôn. Nhai rau nghe rột rột luôn á. Nó sướng dữ lắm. Rất là ngon. Thôi làm nhịp cuốn nè. Rồi, đây làm tao cuốn coi. Nhìn là thèm rồi đó nghe. Cành ngò rí hoa lục bình nè. Rau sống, rau xong luôn hả? Rau sống, rau xong. Lương. Lương còn quá chừng luôn. Rất là nhiều. Thật sự ra hai con nhìn chứ nhiều lắm. Bây giờ nó hơi khó. Thấy chưa? Rồi cuốn lại. Đây. Trời ơi ngon quá chứ. Đưa cho nước chấm coi. Anh em mình chấm chung không mà. Anh em một nhà mà chấm không có sợ đâu. Phải có miếng gỏi tao mới ăn nha. Ok, có gỏi luôn nè. Dứt lên miếng gỏi ơi. Rồi 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 rồi. Trời ơi. Đây. Giờ tới mình nha mọi người. Mình làm cuốn giữa xong luôn coi. Hưởng cái sự hạnh phúc đó nè. Rồi thử coi. Sao gặp thế nào? Nó thơm. Lương ngọt á. Đưa chấm cắt cắt cái nữa coi. Đã quá phải không? Giờ mình double luôn nha. Miếng này nữa nè. Luôn double luôn. Sao quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Không còn gì để chê nữa. Hai con lươn này nãy dám có 4 lạng không? Đâu được cận cảnh quay con lươn rồi. Đây sớ lươn hả? Sớ lươn. Rồi. Hết sảy luôn rồi đó. Nhất được sống thật ăn ngon, ăn no, ngon bổ khỏe nè. Tiếp tục. Trời. Dịch lên phải có gỏi ăn nó mới đã. Dạ. Dết. Trời ơi. Một cuốn chà bá lửa luôn hả? Lương nó ngọt. Béo nữa. Rất là ngọt. Béo nữa. Rất là ngon luôn. Cay nè chứ. cay của ớt. Rất là thơm. Trời. Mọi người nghe nói nha. Ớt luôn. Ớt luôn. Đừng bỏ sót. Trời ơi. Tê hả? Tê quá hả? Cái nó nhai nghe rột rột luôn. À, món này mà ở ngoài đồng thì không rất là ngon, thật sự ra. Món này đã ngon mà vị thế ăn lại ngon càng ngon hơn.
nó mát lắm, đây gió rất là mát, thanh tịnh nữa. Rồi giờ mình với thằng Hiếu vô ăn chung luôn nè. Đứng ngoài quay chịu không nổi đâu, kêu ra chịu không nổi đâu, chết với tôi đứng, liền đứng ở ngoài thèm lắm, đứng ngoài chịu không nổi đâu, trời còn ơi. Quá trời luôn nè, còn đây nhiều còn lắm. Nhiều lắm. Rồi cuốn. Đây tôi làm cho một cuốn, tự ta cuốn anh cuốn. Đây tình nghĩa tình thương lắm á mới cuốn này nha, chứ không phải đơn giản của ai Hiếu cuốn đâu nha. Tình thương cái mến thương phải không? Mến thương đó. Đây. Đây. Có rau nè, mình. Đây à. Lỡ luôn nguyên khúc luôn, đó. Đấy giờ. Đây thêm miếng nữa. Ừ. Đây. Đó, rồi. Đây. Từ đừng có nóng mình phải từ từ. Đang đói mình mày. Đừng có nóng, ăn uống phải từ từ, ăn uống phải sang là đừng kém sang coi. Tại nó đây à, không. Đây, đó cái gọt lá đó. Ừ, đó, ăn cái luôn. Ở đây là không có ai thấy đâu. Rồi mời các bạn nha, giờ tới mình ăn nha. Trời ơi. Mình ăn nước mắm gỏi mà dít không có được gỏi là mình nghỉ ăn đó. Được không nè, cần người giúp cho miếng gỏi. Đây. Để cho người ta giúp nè. Đó rồi. Rồi mời các bạn nha. Sao hai vẫn ngon như ngày nào. Đơn giản bình dân là cực kỳ ngon ha. Bữa nay tụi mình ăn cái đồng quê thôi. Ngon quá. Cuốn này mình cắn được 2 lần nè. Nhiều khi tôi cũng ngại lắm. Đây là YouTube rồi mấy đứa bạn tôi chửi tôi lắm. Ngon quá. Cái lượng ẩn ngọt thôi ra. Rất là ngọt. Rồi tôi cũng làm một cuốn chứ. Để giờ ta mình có uống nước nha. Mình cay quá rồi. Cái chén nước chấm này ớt không à. Ngon quá mọi người ơi. Tuyệt vời. À ngon da luôn. Hương đồng cỏ nội. Không gì mà bằng cái đồng quê cả. Giờ ta tao tự tao cuốn cho tao nè. Đúng rồi, tao cố đi để tao chửi đó. Trời cái bánh tráng như cái mền đó với ông nội. Lấy cái khác đây. Giờ tao cuốn cho tao là tao sẽ cuốn nhiều luôn. Cuốn sao như lật ngửa xuống trong á. Ha. Ok. Cuốn sao theo khe để chuyện lật ngửa. Trong đây còn nhiều lương mà. Rồi à. Nói người ta mọi người hiểu lầm mình nói mình dành ăn nữa. Có hai thằng mình sao dành ăn được. Mời mọi người nha, hôm nay là không uống bia nữa, mà uống rượu má. Tụi mình nay cử bia rượu rồi. Từ chối rượu bia để có bồn nữa. Ế quá rồi, uống rượu uống bia đi ế. Không được, nay uống nước ngọt. Gì? Cái MC Dược Thảo nói gì? Con gái không thích trai uống bia hả? Tụi mình không uống bia nha, tụi mình chỉ uống nước ngọt thôi. Ừ, chắc vét hết cái nồi lương quá. Cái nồi lương đi sắc hút ra ăn của bánh tráng là nhiều lắm đó. Nhiều ơi, có 2 con lương mà nhiều thấy sợ luôn á. Đây cuốn này là cuốn thứ 3 của mình nha. Chấm vô đây, mời mọi người tiếp nha. Ngon quên. Cái thịt lương nó béo mà nó ngọt ghê luôn á. Chăm ké với coi, chăm ké coi trời mày dành. Hôm nãy kêu đưa cho miếng nước. Bây giờ tôi dặn chấm nước xong luôn á, tôi chấm nước xong không tin đâu. Rồi mày chấm đi. Mày năn nỉ đi rồi cái tao đưa cho. Trời chấm miếng. Rồi nói vậy thì cho. Chấm miếng như miếng nha. Ăn uống phải nhiều nha. Vô coi, 1 2 3 vô. Thịt có thịt lương béo. Cái thịt lương này nè. Nó béo béo, nó mềm mềm, nó ngọt ngọt. Ngon quá mọi người. Rồi, giờ anh em thử hết rồi nè. Trời ơi, coi luôn nè, còn cái gì đâu. Còn. Đâu? Xả. Còn xả. Rồi, hết xả, giờ anh em mình nè. No đủ sai. Mà liên quan ăn uống no sai. Rồi thôi.
mấy bạn nhớ thấy hay nhớ cho mình một like với một đăng ký kênh để theo dõi nha. Tụi mình sẽ ra rất nhiều clip hay nữa. Rồi, chào mọi người nha.